Cả lớp ăn tối hết chưa? Dạ rồi ạ. Yes. Dạ rồi cô ạ. Ăn hết rồi cô ạ. Tốt. Dạ ăn rồi cô ạ. Hết rồi ạ. Rồi. Ăn rồi học cho nó phấn khởi đúng không? Rồi. Yes, okay. Vậy thì hôm trước là chúng ta đang học đến đâu của phần tiếng Anh rồi cả lớp? Phần phát âm rồi à? Đến 17 đến âm R rồi ạ. À, rồi. Ok, có lẽ là hôm nay là chúng ta finish được phụ âm đấy nhỉ? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp các âm tiếp theo nha. Âm R đúng không? Rồi. Để cô mở. Ai nhiều file quá. Đóng bớt nó đi. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nhé. Ôn lại các âm của buổi ngày hôm trước thôi. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ sang âm của ngày hôm nay. L, N là hôm trước học hết rồi đúng không? Ngờ, ngờ học chưa nhỉ? À, ngờ chưa, bạn mới học đến R thôi đúng không? Rồi, thế cái slide này chúng ta chỉ còn một âm nữa. Một âm nữa đó là âm âm ngờ đó thôi. Vậy chúng ta sẽ ôn bắt đầu từ âm tờ nha, T nha. Được không ạ? Ok. Đó, khi chúng ta mà có phương pháp thì chúng ta thấy không ạ? Chúng ta học phát âm cũng rất là dễ, cũng rất là nhanh đúng không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta thì không có phương pháp thì chúng ta học theo kiểu các video kia thì chúng ta thấy không ạ? Cứ quan sát đặt mồm đặt miệng như thế nào nhưng cuối cùng rằng là gì ạ? Đặt mồm đặt miệng đúng rồi nhưng còn chưa chắc là đúng, đúng không ạ? Bởi vì hôm trước cô cũng đã phân tích rồi đúng không ạ? Cấu tạo miệng của người châu Á mình nó cũng không giống với cấu tạo miệng của người châu Âu đâu. Kể cả với cấu tạo miệng châu Á của chúng ta với nhau cũng không giống nhau hoàn toàn đâu. Bởi vì sao? Có người thì gì? Có người thì gì ạ? Lưỡi dài, có người thì lưỡi ngắn, đúng không? Có người thì gì ạ? Có người thì gì? Răng thì gì? Hô hô, có người thì được có mấy cái răng thôi, đúng không? Có người thì răng đều, đúng không? Và có người lưỡi bản lưỡi to, có người bản lưỡi bé nhé. Được chưa? Thế thì các bạn để ý này, đến những cái âm mà liên quan đến bản lưỡi to, bản lưỡi bé hoặc là bản lưỡi vừa nhá. Đến những cái âm mà cong lưỡi như này bạn sẽ rất khó để làm này. À. Những bạn nào mà thò lưỡi ra bạn thử cứ thò mở miệng ra bạn thử xem lưỡi bạn nếu mà lưỡi bé rất khó cong được đấy. Rất khó cong được cái hình ảnh như thế đúng không? Đó. Tiếp theo là gì ạ? Những các bạn là lưỡi ngắn lưỡi dài các bạn để ý sau này đến nữa cái âm mà phần nguyên âm ấy sử dụng lưỡi rất nhiều. Và bạn nào có bạn thì cấu tạo cuống lưỡi cao, có bạn cấu tạo lục lưỡi thấp. Mà đến cái phần luyện giọng ấy cấu tạo cuống lưỡi cao lúc đấy mới biết mở khó cực luôn. Đó. Thế nên chúng ta phải hiểu là gì ạ? Cấu tạo khoang miệng của chúng ta nó không phải hoàn toàn giống với gì ạ? Với người khác. Vì thế nên là mấu chốt đây không phải là cái khẩu hình miệng của chúng ta phải giống cái khẩu hình miệng của gì? Của họ. Mà vấn đề đây chúng ta phải làm thế nào để chúng ta phát âm của chúng ta được gì? Giống họ. Hiểu không ạ? Thế nên là cái mục tiêu chúng ta phải hiểu rõ cái mục tiêu chúng ta là gì thì chúng ta sẽ đi thì đúng cái đó. Chứ không phải là chúng ta không, mấy lời nếu như chúng ta học chúng ta không có mục tiêu thì lúc đấy chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ để ý cái gì ạ? Cái miệng, cái hình đúng không ạ? Thôi con đi ra ngoài kia đi, việc của con đi ra ngoài kia. Làm hết những các việc khác đi. Được chưa ạ? Đó, thì chúng ta biết được điều đó. Thế nên là gì ạ? Không phải là cứ người bản ngữ là dạy phát âm chúng ta sẽ tốt đâu. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Nếu người bản ngữ dạy phát âm chúng ta nhé, ok, họ phát âm chuẩn mà. Điều này không thể chối cãi được. Bởi vì chúng ta phải đi học họ mà. Đúng không? Vậy chúng ta ngôn ngữ của họ thì phát âm của họ không sai tí nào cả. Nhưng tuy nhiên là khi họ dạy, thứ nhất họ không hiểu được cái bản chất của người Việt Nam mình. Dạ, bản chất người Việt Nam mình như thế nào? Giả dụ như là nhé, bản thân của người gì ạ, châu Âu ấy là gì ạ? Họ đã gì ạ? Có được cái voice họng, họ lấy hơi từ bụng và họ gì ạ? Mở được âm họng ra dùng. Tức là bản chất của họ đã có. Còn bản chất của người châu Á chúng ta thì lại gì? Hơi từ lồng ngực và bật hơi ra âm ra từ miệng. Thế nhưng mà khi họ dạy ấy, thì họ nghiễm nhiên là chúng ta có điều đó rồi. Hiểu không ạ? Thế họ chỉ dạy phát âm thôi. Có bao giờ thấy người nước ngoài nào dạy bạn có voice giọng không? Không bao giờ. Nên bảo cái môn luyện giọng của cô là độc quyền luôn. Còn này. Độc quyền không những ở Việt Nam, ở châu Á, mà còn ở cả gì ạ? Châu Âu luôn. Bởi vì sao? Họ đã ghi nhận là chúng ta có rồi. Nên là họ sẽ không bao giờ dạy cái này. Đúng không ạ? Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là gì ạ? Cái khoang miệng của chúng ta cấu tạo khác nhau. Nên khi họ bảo miệng bạn phải thế này, miệng bạn ví dụ R, bạn phải gì nhỉ?
bạn phải cong cong cái gì đấy, cái kiểu môi như thế này. Nhưng chúng ta có cần phải cong môi đâu mà chúng ta vẫn làm được thầy. Đúng không? Hôm trước các bạn học chữ R, cô bảo là đọc thì đọc mà không đọc thì thôi, đúng không? Cuối một chữ ấy. Còn đầu một chữ thì giống R của Việt Nam, giống R chuẩn của Việt Nam. Vậy R chuẩn của Việt Nam thì chúng ta chỉ cần mỗi hơi cái lưỡi hơi cong lên xíu thôi là đã được rồi. Là chuẩn chữ R mà, có sai tí nào đâu. Đây, đọc nhá. Cô chỉ hơi cong lưỡi tí thôi. Read, 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 really. Có khác gì là âm của người bản ngữ không? Chẳng khác gì cả. Nhưng mà Tây nó bảo là âm R nó phải cong cái môi thế này. Kiểu kiểu gì đấy. Này. Đấy đấy, kiểu kiểu thế. Xong rồi. Đấy kiểu kiểu thế. Đúng lại ngày xưa cô bắt chước nó cô đọc thế. Và cô bảo quái lạ thì sao sao cuối cùng âm mình nó lại cứ gở gở kiểu gì. Nó lại không giống bản ngữ nếu mình bắt chước như thế. Thế sau đó cô nghe bảo thế này nó chỉ giống âm Việt Nam mình như có gì đâu. Thế cô cứ đọc giống âm Việt Nam mình nó đúng chuẩn. Đúng không ạ? Thế nên là bạn thấy không ạ? Có rất nhiều điều. Nào bạn thấy không ạ? Rõ ràng người bản ngữ dạy rõ ràng phát âm họ chuẩn hơn mình, đúng, điều đấy không thể phủ nhận được, nhưng không phải điều đó có nghĩa rằng là họ dạy sẽ tốt hơn người Việt Nam mình dạy, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, cô còn chưa nói đến cái việc là họ dùng tiếng Anh để nói. Chúng ta nghe mãi còn không hiểu nổi người ta đang muốn giải thích cái điều gì ở đây, đúng không? Mà phát âm lại phải là gì? Như cô đã phân tích ngay từ ban đầu là phát âm lại phải học từ đầu tiên, đúng chưa? Tức là gì ạ? Bắt đầu và học gì? Tiếng Anh là chúng ta đã phải học phát âm rồi. Hoặc chúng ta học song song với chương trình mất gốc, đúng không ạ? Mà song song chương trình mất gốc chúng ta đã có nhiều từ vựng, nhiều ngữ pháp đã đấy phần nghe đâu mà nghe nổi, đúng không? Nên là cứ căng não lên mà nghe. Rồi ôi, học như thế sẽ vất vả lắm, đúng không ạ? Nên cô bảo đi mà không đúng phương pháp thì bạn sẽ rất mất thời gian và công sức, đúng không? Chuẩn không ạ? Đấy. Và cứ tư duy của người Việt mình là phải học Tây nó mới gì? Nó mới chuẩn. Đã phát âm phải học Tây nó mới chuẩn, nó mới ngon. Thế nên là các bố mẹ là gì ạ? Cứ tương cho con đi học Tây. Cô nói luôn là gì ạ? Phương pháp là gì ạ? Trẻ con từ lớp 6 trở xuống thì cho học Tây rất ổn, rất ok, rất tuyệt vời. Được chưa ạ? Nhưng từ con từ lớp 7 trở lên rồi thì gì ạ? Lại không tuyệt vời tí nào đâu. Nếu như mà bạn ấy khá rồi, bạn ấy tốt rồi, bạn ấy giao tiếp được rồi thì ok. Nhưng nếu như nó đang thuộc trường hợp là mất gốc hoặc đang thuộc trường hợp cơ bản thì cô chắc chắn một điều rằng học giáo viên nước ngoài không bao giờ bằng giáo viên Việt Nam. Các bạn hiểu chỗ này không? Nhưng người Việt mình thì trước đây các bạn biết không, khoảng gần chục năm nay lúc nào cũng xính ngoại, nào cũng phải Tây cơ, dạy mới ngoài. Tiền bỏ ra sẵn sàng Tây bỏ ra gấp đôi, gấp ba giáo viên Việt Nam. Đúng không? Nhưng mà gì ạ? Kết quả nhận lại thì không được là bao nhiêu, được bao nhiêu phần. Đúng không? Nên cô mới nói rằng là gì ạ? Cái tư duy của chúng ta nghĩ rằng là cứ giáo viên nước ngoài mới là ngon là xịn, vừa mất tiền, vừa mất thời gian và vừa mất bạn thấy nản, bạn học nhiều quá không được, bạn thấy khó. Tự nhiên não bộ nó phản ứng với việc là môn tiếng Anh khó lắm, không học được đâu. Thế thôi không học nữa, đúng không ạ? Đó. Nên là cô nói với bạn là gì ạ? Nên là nếu như cô không phân tích điều này thì cô nói câu là gì ạ? Học phát âm giáo viên nước ngoài làm gì, học cô còn ngon hơn nhiều. Các bạn chắc kiểu gì nhưng mà mồm lẩm bẩm với cái cô này tự kiêu, cô này linh tinh, đúng không ạ? Chắc chắn đâu mà nghĩ thế mà, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ các bạn học đến đây rồi, cô mới nói điều này để các bạn hiểu được, đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ hiểu được một điều là gì ạ? Những gì cô nói rất là đúng và nó rất có cơ sở hẳn hoi, chứ không phải cô nói linh tinh, đúng không? Bởi vì cái gì cô nói nó phải có sự trải nghiệm. Cô không có sự trải nghiệm, không có thực tế, không bao giờ cô nói. Đó nên là các bạn biết không ạ? Khi mà cô nói ra một điều gì đó thì lời nói của cô rất có trọng lượng. Không phải chỉ có trọng lượng mỗi với gì ạ? Với người ngoài mà trọng lượng với cả gia đình của cô luôn. Và biết rằng là gia đình cô thì sinh ra trong một gia đình thuần nông thôi, 5 anh em cơ. Thế nhưng mà bố cô thì là một người rất là nghiêm khắc và cũng rất là gia trưởng, khá là gia trưởng nghiêm khắc. Bởi vì xưa kia ông là bộ đội. Đấy ạ, xưa kia ông là bộ đội. Mà bộ đội ông là chỉ huy. Nên là ông toàn cầm quân ông oánh rồi, năng nhằng là ông bắn. Tức là hồi đấy là rất nghiêm. Đó, đấy rất là nghiêm như thế. Nhà cô ai cũng sợ bố và ai cũng phải nghe. Quản con nghiêm cực luôn. À, ngày xưa cô hơi một tí là gì ăn đòn ngay lập tức. Thế nhưng mà gì ạ? Đến khi mà cô trưởng thành một cái xong gì ạ? Chưa bao giờ bố cô mắng cô một câu nào. Và lúc nào cũng gì ạ? Khi cô nói là gì ạ? Là ông nghe. Nhà có thể mẹ nói không nghe, tất cả mọi người nói có khi không nghe, nhưng cô nói là phải nghe. Đó,
nhiều khi không nghe nhưng mà lần 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 có nghĩa là có nghĩa rằng là không có có phản đối nhưng mà kiểu lần lần đó. Thế các bạn hiểu là gì ạ? À? Tại sao có được điều đó? Bởi vì cô có thực tế, cô chứng minh được. Và gì ạ? À? Ông thấy rằng là gì ạ? À? Con gái đã trưởng thành hoàn toàn. Và cô nói cái gì là nghe. Còn trước đây thì không đâu. Hồi sinh viên thì vẫn còn ngăn cấm cái này, ngăn cấm kia. Nhưng mà gì ạ? À? Sau này thì muốn làm gì thì làm. Bởi vì biết rằng là khi cô làm điều đó, cô đều có sự cân nhắc hết. Không phải là kiểu như là cứ nhẹ dạ mà làm. Đúng không ạ? Đó. Thế quay trở lại cái việc là gì ạ? À? Giáo viên nước ngoài. Thì chúng ta đây cô nói để cho các bạn, bởi vì đây rất nhiều các bố mẹ kiểu gì cũng sẽ liên quan đến con cái để dạy con như thế nào. Đó thì khi mà mình cho con học tiếng Anh ấy thì cô khuyến khích rằng là gì ạ? Nếu mà cứ từ 6 tuổi trở xuống thì tìm được giáo viên nước ngoài thì nên tìm cho con. Tốt là giáo viên nước ngoài tốt thì ok. Đó, bởi vì như thế rất là ổn. Điều thứ hai nữa là chúng ta phải để ý rằng là tìm được cho con giáo viên tốt thì con sẽ học rất là ổn. Nhưng nếu như giáo viên không ổn thì các bạn cũng sẽ dạy lại thì ạ. Lại mất thời gian và mất tiền bạc. Được chưa ạ? Đó. Thế còn lại là nếu như mà khi mà con từ lớp 7 trở lên rồi học phương pháp của cô rất là ổn. Đi rất nhanh, đi nhanh giáo viên nước ngoài nhiều. Cô dám khẳng định là đi nhanh giáo viên nước ngoài nhiều. Được chưa ạ? Nếu từ lớp 7 trở đi, đi theo cô thì nó nhanh hơn rất nhiều và nó học, nó bài bản lắm. Được chưa ạ? Sẽ rất là tốt. Đó. Thế nên là các bạn biết rằng nên là các bố mẹ cứ bảo gửi cô lớp từ lớp 6 đổ lại, cô có nhận cơ nhận đâu, cô không dạy. Thực ra cô dạy thì cô có phương pháp của trẻ con, cô biết phương pháp dạy như nào. Mà thậm chí các bạn biết rằng có thể khi mà cô tham gia dạy còn hơn cả giáo viên nước ngoài. Cái trẻ con ấy. Nhưng cô không dạy bởi vì sao? Không còn thời gian nữa. Mà từ xưa giờ cô đang quen với phương pháp đi với người lớn và phương pháp này chính là cô sáng tạo ra nó như là một cái con đẻ của cô rồi ấy. Thế nên là mình không thể nào mà gian trải ra lại vừa cái này với kia làm gì có thời gian. Đó. Thế nên là gì ạ? Mới lại cô thấy rằng là gì ạ? Để cho gì? Giáo viên nước ngoài làm cũng tốt mà. Nên cứ để cho giáo viên nước ngoài làm. Thế con cô mọi người cứ bảo là ô thì ra con cô thế mà cô lại đi thuê giáo viên nước ngoài để dạy. Thế sao cô không dạy hay cô không dạy được con? Không phải đâu. Sao không trở dạy thừa dạy được nhưng mà không dạy? Vì sao? Cái gì mà người ta làm tốt thì cứ để người ta làm. Cái thứ hai là ụt vào nhà nó không thiêng. Nên nhiều khi mình dạy mình cũng thích. Mới còn thời gian đâu. Đúng không ạ? Cho nó vào lớp, cho nó vào môi trường. Thế là cô mới tổ chức ra mấy lớp trẻ con là gì ạ? Cho các bố mẹ đấy, mấy bố mẹ gửi thêm vào cùng chung lớp với con của cô ấy. Đúng không ạ? Mời giáo viên nước ngoài về dạy. Cứ thế thả nó vào đấy nó học. Nó học bao nhiêu đấy việc của nó. Còn giáo trình nó học nào cô kiểm soát hết. Bởi vì giáo trình nó cô biết chọn những giáo trình nào và như thế nào để cho nó ổn. Thầy dạy theo giáo trình đấy. Đúng không? Còn cái gì cần soạn thêm cho con, cô soạn sẵn rồi, cô tập trung cô soạn trong một thời gian ngắn rồi, xong cái là cô đấy đưa quyển đấy cho nó ngồi tập viết. Bây giờ mẹ biết khả năng đọc nó cực kỳ tốt luôn. Bây giờ khả năng đọc nó đọc cả một trang giấy A4 này, cũng có lớp 2 mà. Nó vẫn đọc được tốt lắm. Nó đọc còn hay hơn mình nhiều. Giọng nó tự nó có giọng học đó. Nó tự có voice học bởi vì sao nó học ngay từ bé với giáo viên nước ngoài mà. Nên nó học được cái voice học nó của người bản địa các bạn nhé. Với lại khi mà mẹ nói với nó thì nói những câu nghe dạy này nó biết giọng của mẹ như thế nào và nó cứ thế nó đi theo thôi. Nó copy paste mà. Trẻ con là copy paste. Thế nên là gì ạ? Các bạn mà cho giáo viên nước Việt Nam nhá. Nếu mà cho giáo viên Việt Nam dạy mà chắc là không chuẩn là nó copy paste y nguyên. Bảo sao con nói tiếng Anh như tiếng Việt. Và sau này nó sẽ lớn lên một tí nó thấy nó ngại. Nó tự nhiên nó thấy cái giọng của mình không ổn, nó ngại. Nó ngại nói. Đúng không ạ? Nó nhiều khi nói có khi thấy cô không nghe được. Thế là nó cứ thế nó chầm chầm gì nó không nói nữa. À, đấy là lý do cho cô phân tích cho bạn hiểu. Đấy, phương pháp nuôi dạy con. Thực ra các bạn biết rằng là ngoài cái việc là cô dạy tiếng Anh ra, cô còn có rất nhiều thứ. Nhưng mà chẳng qua rằng là trong cái lớp học tiếng Anh này thì giới hạn nên cô không thể nói hết cho các bạn. Cô có rất nhiều bí quyết của những cái thứ khác ngoài xã hội. Cái cách nuôi dạy con như nào, rồi cách sửa trị con như nào, từ cái tầm tuổi cho choi như thế nào, cô làm hết rồi, cô có phải là một giáo viên bình thường đâu. Tại vì từ trước giờ cô dạy những cái thành phần lớp cấp 2, cấp 3 đầy, cái trường hợp bương bướng rồi chơi game các kiểu đầy, cô xử lý đầy, có trường hợp nó còn kêu đường bố mẹ cấm nó cắt tay này còn làm giảng làm gì được thì đến gặp cô. Đấy, trường hợp đấy là cô xử lý hết rồi. Thế nên rằng là các bạn biết cô ở cái vai trò tiếng Anh thôi, chứ còn thực ra nếu mà nói thật là cô mà giảng những thứ khác thì đấy. Tóm lại đấy các bạn, hôm trước học tư duy tâm linh mà cô lần đầu tiên cô giảng. Chưa được thi luôn mà cô còn dạy như thế. Thì các bạn biết rằng là đó, tuy nhiên cái quan trọng nhất là chúng ta tìm được một người như thế nào chúng ta đồng hành, đúng không? Xin một buổi dạy con ạ.
để con thì cách chia sẻ cách ấy á, chia sẻ cách dạy con á. Đông thì cô chia sẻ. Đông thì cách cô chia sẻ. Đông thì cô chia sẻ cho các bạn. Tại vì thực ra là cô có trước khi mà cô sinh bạn nhà cô đã đi học cái chứng chỉ của Montessori là phương pháp giáo dục sớm dạy con mà. Việt Nam mình có mấy phương pháp lớn nhỉ, là Montessori này, Sichda Brandoman này và phương pháp giáo dục sớm cho người Do Thái. Thì ngày đấy là cô chọn Montessori mà nó tổng hợp nhất để cô chọn Montessori cô dạy, cô học. Thì nó có cái cô có cả chứng chỉ quốc tế mà, bây giờ cô ra nước ngoài cô có thể dạy được mà. Nên cô chuẩn bị hết rồi, đi đâu cô có cái chỗ sống mà. Nên các bạn biết là cô có bằng luật, thích nhưng mà cô không thích luật, nhưng cô có bằng, cô học hết mà. Luật có, ngoại ngữ có, quản trị kinh doanh có, và phương và cô có bằng thạc sĩ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Nên là nếu nói đúng về trình độ cô còn được trainer cả các giáo viên mà. Bởi vì cô bằng thạc sĩ bằng Úc chứ có phải bằng Việt Nam đâu. Nên cô không nói thôi chứ còn các bạn làm sao biết được cô? Đúng không ạ? Tại vì ngay từ đầu cô không có quảng cáo mấy cái thứ này, vì bằng cấp nó để làm cái gì đâu. Việt Nam mình bằng cấp thì cho nó nhiều cho nó đẹp chứ còn, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là các bạn học bạn được gì, cô chỉ muốn là các bạn được cái gì, các bạn có kết quả, chứ còn khoe mẽ là để làm cái gì, đúng không ạ? Nếu mà nói về bằng cấp rồi tất cả mọi thứ thì cô chẳng thiếu. Với lại là để một giáo viên mà đứng, các bạn biết là đứng hội trường khoảng hơn 1.000 người thì bạn biết rằng có giáo viên nào làm được điều đó nếu mà giáo viên tiếng Anh. Cô đứng hội trường hơn 1.000 người rồi đấy, 1.350 người rồi đấy ạ. Nên rằng là với cô bảo là 100 người, các bạn bảo là các bạn vào mới vào cũ sao cô chả biết, cô nhìn qua cô biết hết mà. Cái khả năng quan sát cô, các bạn biết rằng là lớp các bạn hiểu đâu cô biết đến đấy không, cô quan sát qua cái nhiều khi các bạn mặt bạn đang diễn biến cái gì cô cũng biết. Đấy là ngày xưa cô còn chưa được học cái lớp tư duy tâm linh tầng bậc gốc này nhá. Bây giờ cô được học, cô được mở rồi, cô nhìn được cả phần linh của các bạn luôn, tức là không được nhìn được nhiều nhưng mà cũng nhìn được nhiều phết đấy, đúng không ạ? Trước đây người cô chỉ nhìn được cái phần diễn biến bên ngoài thôi, là cái suy nghĩ của bạn nó ở cấp độ thông thường thôi. Nên đấy là lý do vì sao các bạn biết rằng là một mình cô, trước đây cô cần lúc nào cô chả có học sinh trợ giảng lớp, lúc nào chả có. Nhưng bây giờ bạn thấy cô có trợ giảng không? Không, chả cần nữa, bởi vì là cần dùng đến đâu, vào để làm gì đâu. Đó, nên đấy là lý do bạn biết một buổi tối cô nhá, mấy cái Zoom xung quanh cô cùng xử lý cùng lúc. Nhiều lúc dạy các bạn cô đang sử dụng lý Zoom khác. Đây các bạn thấy không ạ? Nhiều bạn đấy học lớp tư duy đấy, các bạn thấy không ạ? Đây trong bên cạnh đây vẫn đang ngồi đang nghe lớp tư duy của cô. Một bên này cô vẫn dạy bình thường, cô cũng nhìn đấy. Bạn theo dõi không biết ngay, cô chỉ cần liếc mắt cái là cô biết ngay các bạn đang như thế nào. Nên là gì ạ? Cùng một lúc các bạn biết cô xử lý cùng mấy Zoom cơ mà. Nên là để mà làm được điều đó đâu phải dễ đơn giản đâu, mà học sinh trong lớp không biết được gì luôn. Đâu biết là cô đang xử lý đâu. Có khi lúc mà cô đang cho bạn đang đọc một tí, cô tắt mic bên này, bên này cô đang bật mic cái này cô nói. Cô nói các bạn biết đâu. Hiểu không ạ? Đó, thế nên là để làm được điều đó thì mà cô thì hôm nào chả thế, chả 5 giờ sáng. Những lớp bạn học tư duy lúc 5 giờ sáng các bạn biết rồi, cô có lớp từ 5 giờ sáng này. Lúc mà các bạn đang học thì cô đang dạy lớp kia mà. Các bạn đang học với thầy cô kia thì cô đang dạy lớp tiếng Anh mà. Đó. Và từ 5 giờ sáng đến tận chiều, đến tận tối luôn và đến tận giờ này luôn. Đó, thế nên rằng là để chúng ta có được cái thành quả như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải từng bước một đi lên. Cô cũng vậy thôi, cũng trải qua đủ các loại khó khăn gian nan rồi, cũng đủ các mệt mỏi trong cuộc sống rồi, cũng đủ các vấn đề rồi, đau đầu, stress rồi các kiểu. Cô phải dậy đến, nói chung là đi đến cái mức gọi là nó cũng phải như kiểu là cũng sắp xuống đến đáy rồi ấy. Nhưng mà gì ạ? Chính vì cái điều đó, thực ra cái hoàn cảnh nó tạo lên cho chúng ta được cái sức mạnh nó phi thường và chúng ta thay đổi rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất, cái keyword đây cô vẫn nói các bạn đó là gì ạ? Chúng ta phải đừng dừng bước thì chúng ta sẽ thành công. Giống như việc học tiếng Anh, cô không phải tự nhiên là cô có ngày hôm nay đâu. Các bạn biết là nếu như các bạn đọc cái phương pháp PL của cô xuất phát từ đâu mà ra, thì ra cô không gửi cho các bạn. Ngày xưa cô hay gửi, bởi vì thực ra là có bản giấy thì hay gửi. Còn cái bản chữ này thì cô sợ các bạn lười đọc, bởi vì nó rơi vào tầm khoảng 15 trang cô viết cơ. Kỹ càng phương pháp PL cô phân tích như nào và nguồn gốc nó ra đời từ đâu, thì các bạn sẽ biết rằng là cái nguồn gốc mà khi cô ra đời phương pháp là như nào. Cô học tiếng Anh gần 2 năm trời, học chăm chỉ, học miệt mài luôn. Nhưng mà cuối cùng là gì ạ? Về không hết, áp dụng đủ phương pháp về không hết. Sau đó trong cái hình cảnh tột độ nhất thì cô sáng tạo ra phương pháp PL này cho các bạn đấy. Nó rất đơn giản và dễ hiểu. Và ngồi đấy cô chưa có nên biết cấu tạo não bộ là cái gì. Mãi sau này cô học cái phương pháp giáo dục sớm, cô biết là cấu tạo não bộ bao gồm gì ạ? Phần ý thức, tiềm thức rồi vô thức. Sau đó thì cấu tạo như nào, cách tiếp cận như thế nào để làm sao cho nó vậy ạ? Vào bộ nhớ sâu.
Thì khi mà cô biết được điều đó thì cô biết là cái phương pháp của mình nó tự nó đúng theo phương pháp khoa học luôn, mình nghiên cứu về não bộ luôn, được chưa? Đó, thế là nên là tất cả mọi thứ cô có được ngày hôm nay thì đều trải qua hết, và cái bí quyết duy nhất đó chính là không dừng bước, tức là chúng ta đừng bỏ cuộc, thì chúng ta kiểu gì cũng sẽ thành công, khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ thành công, được chưa? Nên tiếng Anh này các bạn hiểu như này này, nếu gần như cô không phải là nói đâu, nhưng mà thực ra nếu bạn không theo được phương pháp của cô thì các phương pháp khác bạn rất khó để theo, bạn rất khó để thành công. Ban đầu cô nói rồi, phương pháp cô đi chậm chậm, không phải đi nhanh, đi chậm chậm và đi từ từ. Ban đầu nó như rùa bò mà. Nên cái nền cô đã phân tích các bạn là chúng ta đang xây móng. Chúng ta đang xây móng nên là các bạn sẽ không thấy được là gì ạ, nó lên nhanh, nó cứ từ từ, nó lù 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 đi. Bạn nhìn nó xây ngôi nhà, nó mãi không thể lên cái móng ấy, đúng không? Nhưng mà thực ra là gì ạ, người ta đang xây cái nền rất vững và rất chắc đấy ạ. Thế do đó chúng nó phật lên cái ngọn nhanh cực luôn. Và nó sẽ khác hơn. Đó. Hay là ít khi cô dùng dừng để cô nói chuyện như này, hôm nay thì hứng lên thì nói thôi. Rảnh rảnh hôm nay thì không phải xử lý nhiều cùng lúc mấy Zoom. Nếu xử lý cùng lúc mấy Zoom chắc là cô cũng sẽ không không để nào tập trung như này được. Là cô sẽ dạy, cô sẽ dạy luôn. Các bạn cứ để hôm nào cô dạy luôn ấy, thì có nghĩa rằng là hôm đấy là gần như hôm nào cũng xử lý Zoom mấy Zoom. Đó. Nên là hôm nay cô rảnh tập trung hoàn toàn thì cô mới nói điều này với các bạn được. Đó. Nên có chung có nhiều thứ để có thể chia sẻ với các bạn nào. Thực ra là những lớp tư duy ngày xưa cô dạy vài buổi rồi, dạy về tư duy ấy. Đó là ngày xưa thì dạy phương pháp bình thường thôi, là cô cũng dạy hết, chia sẻ hết rồi. Nói chung là gần như cái gì cô cũng trải qua. Và thực ra khi cô biết một cái gì đó, cô chia sẻ nó rất là dễ hiểu. Cái phương pháp của cô nó sẽ khác với người khác. Nên là các bạn biết rằng là đầy đơn vị mời cô talk trong phần của họ một buổi Zoom chắc có thể vài triệu, nhưng mà cô không nhận. Mấy tập đoàn lớn luôn ý. Bạn biết là Tảo Đại Việt nó lớn nào đúng không? Mời cô không. Không nhận. Cô phải xét đến tất cả mọi thứ ổn cô mới làm, nhưng không cô không talk đâu. Cái gì mà cô cảm thấy tuyệt vời từ về mặt sản phẩm, về mặt công ty, về mặt mọi thứ. Chứ bây giờ các bạn thấy không? Khi mà cô talk các bạn thấy hầu hết là gì ạ? Vào là do cô, uy tín của cô mà. Người ta chẳng biết công ty là gì đâu, nhưng người ta chỉ biết rằng là gì ạ? Cái người này nói đáng tin cậy là người ta gì ạ? Là đi theo. Thế nhưng mà gì ạ? Nhớ đâu thì mình gì ạ? Cái công ty mình có nằm trong tay mình đâu. Công ty nó nằm trong tay mình đâu. Nhớ đâu nó thay đổi chiến lược một cái, nó thay đổi chính sách một cái, cuối cùng là gì ạ? Làm cho những người đi vào theo mình nhỡ đâu có vấn đề hay sao, đúng không ạ? Nên là gì ạ, cô không chơi. Nếu những công ty nào mà nó phải ổn tất cả mọi thứ, bắt đầu cô mới gì ạ, talk cho họ. Talk có tiền thì có tiền, nhưng mà vấn đề có tiền cũng phải lên, cũng phải liên quan đến uy tín danh dự của mình chứ, đúng không? Thế nên là còn lại những sai lầm mà các bạn mắc phải trong cuộc sống, cô cũng mắc nhiều lắm, mắc nhiều từ gia đình, từ công việc, rồi từ việc đầu tư. Cô cũng tham gia đầu tư, cô cũng bị từng vào vòng xoáy xã hội mà, cũng vào đầu tư cũng rất là hoành tráng. Đấy chưa? Nên là cũng từng làm hết rồi, và bây giờ mình minh niệm ra tất cả mọi thứ cuộc đời của mình là cái thứ mà đáng giá nhất đó là cái gì, và chúng ta nên làm điều gì. Và bây giờ khi cô diễn phân tích một điều gì đó mà cô theo thì nó rất là đơn giản thôi. Tức là cái sự khôn ngoan mình đã có thì nó rất là đơn giản. Chứ ngày xưa mình nhìn thấy những người mà người ta giàu có, mình thấy rằng ui rồi mình kiểu như là như đạo thần thánh họ ấy. Thần thánh họ như nói gì mình nghe, bây giờ thì không. Bây giờ họ nói gì thì gì ạ? Bởi vì khi họ thành công họ nói gì mình chẳng là đúng. Đúng không ạ? Thế nhưng mà không, mình thấy cái gì nó phải là đúng thì mình theo quan điểm của mình, thì mình có ý kiến mình. Nhưng để có được điều đó thì chúng ta phải có được gì ạ? Chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải có sự khôn ngoan, chúng ta phải có sự trải nghiệm, chúng ta mới phân tích được, còn nếu không chỉ có đi theo người khác thôi. Đúng không? Chuẩn không ạ? Đó, thế nên là để như thế này thì chúng ta cũng sẽ phải có cái sự trải nghiệm. Mà nuôi dạy con được tốt hay là con của mình nó ổn hay không ổn như thế nào đấy thì chúng ta cũng phải có gì ạ? Có phương pháp phải trên tư duy nó chứ. Không trên tư duy nó bắt nạt mình ngay. Thằng ngờ cô nó không minh côn cực luôn. Nhưng mà gì ạ? Bắt nạt đâu cô đơn giản đâu. Nó nghĩ gì mình không biết thừa. Sao bắt nạt được mình nữa. Đúng ạ, thôi nói vui thế thôi. Giờ chúng ta sẽ vào phần ôn nhá. Nói vui vui thế có mất thời gian của lớp mình không? Không được, mở mang ra. Mở mang ra. Cô nói tiếp. Nói thì là tiếp hết giờ đấy. Cô nói chút thế thôi, hứng lên cô mới nói. Còn đâu các bạn học với cô thì 5, 6 tuần này, 5, 6, 7 tuần này, cô có nói rồi đâu. Đúng không? Cuộc đời của cô như nào cô đâu có nói đâu. Vui nên mới nói thôi. Thực ra là có thời gian thì cô mới chia sẻ cái phương pháp nuôi dạy con. Thực ra là
tự nhiên mình đi chia sẻ nó lại ra nó không tập trung. Tính cô tập trung lắm, làm gì là tập trung lắm. Bây giờ hiện tại rồi cô có tập trung có hai thứ, đó là tiếng Anh và cái lớp tư duy tâm linh trao đi giá trị cộng đồng. Bởi vì cô thấy rằng là tất cả mọi thứ nó đến được từ cái việc gieo và cho đi. Đó, cho đi càng lớn thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thứ vô hình. Và cô áp dụng đúng cái tư tưởng gieo và cho đi đó ở trong gì ạ, trong lớp học tư duy đó đấy, cô học được từ đó. Còn trước đây cho đi theo kiểu là cũng phải tính toán đúng không, trước đây cho đi là phải tính toán đấy, ta tính toán xong rồi thì các bạn xong rồi cũng phải cái gì đó đúng không, tức là cho đi một lớp hai ngày rồi thì đương nhiên cũng phải tính toán để làm sao để cho mọi người về. Nhưng bây giờ thì gì ạ, không có tính toán, nhưng mà chúng ta gì ạ, luôn có tự giá trị nó sẽ tự đi, được chưa ạ? Đó. Và thực ra cô có một cái việc khác nữa, nhưng mà bao giờ lớp mình có thời gian cô sẽ chia sẻ. Thực ra cô không phải thu nhập cô hoàn toàn từ tiếng Anh đâu. Cô có một cái thu nhập khác mà nó đến từ cái nguồn khác, mà cô đâu có phải làm gì nhiều đâu. Được chưa? Thế là tất cả mọi thứ nó đều đến từ cái đầu chúng ta biết phân tích thôi. Đó. Mà tất cả công việc cô đều hướng đến, kể cả các tất cả công việc cô chọn lựa chọn đều là hướng đến sự nhân văn hết. Tức là giúp đời, giúp người. Mọi người happy, mình cũng happy. Thế là mình kiếm tiền từ sự happy của tất cả mọi người. Mình happy và người khác happy, thế là thích lắm. Còn nếu mà mình kiếm tiền trên việc là người khác không happy với mình thì mình sẽ cảm thấy day dứt. Không được hạnh phúc đâu, không hạnh phúc được bên trong đâu. Dạ, yeah. Ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào ôn lại các âm môn trước nhá. Tham gia lớp tư duy á. Hết rồi. Này, cô bảo được đúng cái đợt đầu thì phải tham gia. Cơ hội nó chỉ có một lần thôi. Chờ lớp sau chắc là 4-5 tháng nữa chắc may cô mở. À không, từ từ để xem đợt tới nếu mà cô xin được, cô mà xin được, tức là cô xin được chỉ tiêu của bên khu vực khác, cô đang xin, nếu mà xin được thì cô báo cho, cô báo cho nhóm cho lớp mình. Chứ còn thì bình thường là cứ phải 4-5 tháng. Đợt tới nếu mà cô xin được chỉ tiêu thì cô báo, còn đâu thì 7 đợt vừa rồi là coi như hết rồi, là không được vào nữa rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ thực hành lại âm T nhá. Âm tờ, chúng ta còn nhớ âm tờ như nào không? Đầu lưỡi lên, chân tăng, ra, hơi, đúng không? Rồi xin mời bắt đầu làm. Đúng không ạ? Rồi, đó, cứ đầu lưỡi chân tăng này. Đúng không ạ? Ra hơi, đúng không? Ngoại trừ trường hợp sờ tờ, còn nhớ không? Nếu mà S đi với T thì chúng ta chỉ đọc là hay tờ Việt Nam, là ra âm nhá. Nếu S đi với T thì tờ sẽ ra âm là tờ, là stop, stop, chứ không phải sờ thốt, được chưa? Ok. Tờ thì nó rất là dễ như thế thôi, đúng không? Và các bạn, tụi cô ôn luôn tờ với L lẫn nhau nhá. Vị trí lưỡi của chữ tờ giống vị trí lưỡi của âm L, đúng không? Âm L với các anh ấy. À, đầu lưỡi chân răng, đúng không? Tờ, L ở đầu một chữ và cù giữa một chữ thì đọc giống hệt L của Việt Nam, đúng không? Vậy L của Việt Nam mình phải đầu lưỡi chân răng nhá. Những bạn ngọng phải để ý, được chưa ạ? À, cái đầu lưỡi chân răng này. L, đúng không? Vậy bây giờ bạn cứ đọc một tờ một L, bạn sẽ thấy rằng là đúng vị trí luôn. Đây tờ trước này. L. Đọc đi ạ. L. Đúng không? L. Đó. Cùng một vị trí nhá. L và tờ ra hơi. Còn L ra âm, được chưa? Đó, đấy biết là ra âm ra hơi. Tôi xin mời vào từ đặt đầu lưỡi chân răng đọc này. Thì. Rồi tiếp theo ạ. Top. Rồi tiếp này, bờ mí môi lại nhé, mình còn nhớ âm bờ không, mí môi nhá. Put. Tiếp này, stop. Rồi đấy là sờ tờ, phải đọc tờ nhá. Còn âm tờ cuối nó vẫn bật đầu lưỡi chân răng ra hơi bình thường nhá. Stop. Rồi ok, âm tờ đã xong nhá. Âm tờ rất là dễ, không vấn đề gì đúng không? Rồi đờ nhá. Đây đờ. Đờ thì đầu lưỡi lên chân răng và sau đó thì quay đầu lưỡi vào trong, đúng không? Quay đầu lưỡi xong, đúng không? Ra âm này. Đờ. Và nhớ đừng miệng nó chỉ hơi mở một xíu này thôi, chứ không phải mở đây đâu. Đờ, 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 không phải mở như này đâu nhá. Đấy, nó chỉ mấp máy một chút như thế thôi.
Được chưa? Đó. Rồi. Đấy là ở đầu và giữa một chữ. Còn ở cuối một chữ thì bạn lưu ý là âm ra âm thì phải nhỏ bằng 2/3. Đúng không? Vậy để nhỏ 2/3 thì chúng ta không gảy đầu lưỡi ra nữa mà chúng ta quay vào trong. Khi phát âm là quay vào trong thì âm nó sẽ không, cái lực lưỡi nó phật ra thì nó rất là mạnh. Nó to, nó không không có giảm được bao nhiêu cả. Vì vậy mình chúng ta phải gảy vào trong. Được. Dạ, đấy, gảy trong. À, gảy trong này. Tôi đâu có cho bạn nhìn này. Nó gảy trong này. Nó gảy trong. À, được chưa? Nó gảy trong thì nó sẽ rất là hay đúng không? Và các bạn biết không, cô sẽ ôn luôn cả âm đờ lấy âm đờ luôn. N thấp ý. Được chưa? Ở đầu một chữ thì nó sẽ, đầu và giữa một chữ sẽ đọc giống hệt N của Việt Nam. Vậy N của Việt Nam mình thì gì ạ? Lưỡi chúng ta đặt ở đâu đấy? Giống hệt lưỡi của chữ gì? Đờ, đúng không? Phải cong ở trong đúng không? Phải cong trong này, quay trong này. À. À. Nợ. 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 Bây giờ một đờ, một đờ nhá. À. Nợ. Đợ. Nợ. Đợ. Nợ. Đợ. Làm liên tục đi. Nợ. Đợ. Nợ. Đợ. Đợ. Nợ. Đợ. 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 Đúng không? Phải nó cùng một vị trí lưỡi không? Nó đúng, phải cong ở trong nhá. Nợ. Đợ. Nhưng mà những bạn không ngọng thì những bạn không ngọng thì đặt ngoài lưỡi ngoài thì vẫn ổn, nhưng mà cô đang nói là những bạn ngọng thì sẽ phải để ý thì âm nó mới chuẩn được, đúng chưa ạ? Rồi xin mời vào từ nhá. Đấy, đang rửa bát kia kìa, nào cũng thế đấy, học rửa bát, lau bàn, lau bếp, quét nhà, dọn nhà, quét nhà, mẹ chứ bao giờ làm đâu. Tối đi ngủ tự leo giường, dọn giường các thứ, xếp xếp các thứ. Làm hết mỗi nấu cơm mẹ chưa cho nấu đó. Cái nấu mì mới nấu cái đơn giản còn chưa cho nấu chứ cô chưa, mẹ chưa dạy. Rồi đờ quay đầu lưỡi trong này. Đầy. 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 Dog. Dog. Đầy. Các bạn có thấy hôm nào học cô là cứ thấy tiếng bát lẹt chẳng là nó đang rửa. Quay lưỡi trong này. Đầy. 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 Tiếp quay lưỡi trong nào. Nào gõ vừa đi con ơi. Đầy. Daddy. Daddy. Rồi, tiếp này. Dream. Dream. Đấy, mình quay lưỡi trong này thì nó sẽ ra dream. Còn nếu mình không cong lưỡi trong nó ra đờ lên, đờ muốn viết lên, muốn viết là học. Được không? Quay trong này. Dream. Dream. Rồi, tiếp này. Gửi đầu lưỡi trong nhá, gửi đầu lưỡi trong và âm nhỏ nhá. Oh. 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 Tiếp này. Card. 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 Rồi, ok. Card. Tốt rồi. Mình tiếp tục sang âm tiếp theo nhé. Card. Rồi mình so sánh giữa tờ và đờ, đầu lưỡi chân răng này. Quay đầu lưỡi trong này. D. D. Bây giờ bắt đầu mình vào từ này. D. Two. Two. Quay đầu lưỡi trong này. Do. Do. Rồi. Sent. Send. Rồi quay lưỡi trong nhá. Send. 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 Rồi tiếp ạ. Caught. Caught. Rồi tiếp ạ. Card. Card. Rồi rất tiếp ạ. Tiếp ạ. Right. Right. Rồi tiếp ạ. Right. 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 Cứ gảy đầu lưỡi ở trong là xong đúng không ạ? Rồi tiếp này. Train. Train. Gảy đầu lưỡi trong này. Drain. 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 Rồi, ok. À, đấy, thế thôi. Học thì nhanh lắm. Chẳng qua là người nói vui ngoài nhiều chứ còn học thì nhanh lắm. Đúng không ạ? Ôn thì nhanh lắm. Đúng không? N. Quay trong này. N. N. Đấy, quay lưỡi trong nhá. N. Nice. N. Nice. N. Nạp. Nạp. Nhớ là phải quay lưỡi ở trong nha, để những bạn ngọng là phải quay lưỡi ở trong thì nó mới chuẩn, nó mới sửa được l n ngọng ấy nha. Nạp. Near. Near. Rồi ở cuối một chữ còn nhớ đọc như thế nào không? Quay lưỡi ở trong là gì? Quay lưỡi trong này. Có một cặp biển các bạn sẽ không nhìn thấy thôi, nhưng mà để cung ở biển các bạn nhìn thấy là quay trong đúng không? Vẫn không liền. Cung ngậm miệng này các bạn vẫn thấy mà. Bởi vì do âm răng mũi và có răng miệng đâu.
nên ngậm miệng vẫn được, mà quan trọng cái lưỡi bạn phải coi ở trong, đúng không? Nên có nhất thiết mở miệng đâu, đúng không? Và nhớ là âm này ở cuối một chữ thì nhỏ bằng 2/3, vì vậy cái trong dư âm chữ ẩn ấy bạn không nghe thấy hoàn toàn là chữ ẩn đâu, mà nó chỉ có một chút ẩn ẩn. Ví dụ mình nhường ten nhá, ten không này, và bây giờ cô nói chữ số 10 ấy là có ẩn được cuối một chút, chút ở dưới này, ten đấy, các bạn thấy không, dư âm một xíu xíu này mà ten không này, ten không nhá, thôi ten có thấy không đấy, ten không, không có gì, ten có đấy. Hoặc ví dụ một người đàn ông nhá, a man, không có gì đúng không, không có n cuối đúng không, nhưng bây giờ có n đi sao này, a man, có thấy không, có thấy ẩn ẩn không, một chút xíu rồi chứ không có nghe thấy hoàn toàn là ẩn ẩn to như lúc nãy đâu, bởi vì nó nhỏ bằng 2/3 mà đấy. Hoặc là một nhiều người đàn ông nhá, thì mình đọc là men không thì nó không có gì, nhưng mà bắt đầu có ẩn này, men, đúng chưa, men, đúng chưa, đấy, số 10 này, ten, giờ bắt đầu vào từ này, ten, đấy, ten, đấy đọc đấy, đúng không? Xin nhá, cái bút nhá, mình pen không có ending sao đúng không, nhưng có ẩn này, pen, cứ quay lưỡi ẩn tí mà, pen, đúng chưa, pen, đúng chưa, đấy, xong rồi có thể can, không có gì cả, nhưng có này, pen, đúng chưa, pen, đấy, một chút dư âm ẩn thôi, chứ không phải nghe thấy ẩn to đâu, đúng không, bởi vì nó nhỏ 2/3 mà, đúng không, đó, đấy, sần, có một tí ẩn, sần, 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 pen, hen, hen, rồi tiếp bạn, fun nỉ, fun nỉ, mở bị môi này, mon nỉ, mon nỉ, rồi ok xong, đó dễ không? Ôn thì nhanh lắm, học cũng nhanh mà, rồi l ở đầu một chữ thì có rồi đúng không? Cái đầu lưỡi chân răng này, l letter, 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 rồi bây giờ l cuối một chữ còn nhớ không? Đầu lưỡi chân răng trong đó là gì? Bám sát lưỡi chân răng vào gì? Phát âm nửa đá o nửa đá a đúng không? Âm từ trong đẩy ra nó sẽ nửa đá o nửa đá a đúng không? Đây đầu lưỡi chân răng này. Ồ. Ờ. 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 Hoài Linh bật cam lên, Hoài Linh xuất hiện tất cả. Ờ. 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 Thở, 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 từ gọi đấy, từ gọi đấy, thở, 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 thở. Các bạn thấy rằng là nếu như mà cô mà đọc chậm, bạn thấy cô đọc chậm hơn thì khó nghe hơn đúng không? Khó nghe bởi vì làm sao lúc đấy cô đọc chuẩn thì nó sẽ giống bản ngữ các bạn. Giống bản ngữ thì bạn sẽ thấy khó nghe hơn. Thế nên bạn cứ tưởng tượng như này này, sau này nếu mà bạn mà cái giọng của mình mà nó Việt Nam quá ấy, nó không công thì bạn sẽ rất khó nghe. Ít nhất thì bạn phải lai được khoảng 50%, đúng không? Lai được khoảng 50% thì bạn nghe nó mới dễ hơn được. Còn nếu mà nó khác hẳn thì làm sao nghe được, nghe khó lắm. Nên khi mà cô nói cái từ đấy là thor, khi bạn không biết nó là từ gì cô đang đọc, đúng không? Là bởi vì phát âm của mình nó không giống. Nhưng mà khi giống cái là nó đọc rất là chuẩn. Rồi ok. Rồi. À, Nguyễn Dung đi đâu rồi? Cứ cho cô nhìn mấy cái ô cửa sổ vàng à. Học tập trung rồi nhé. Nên cô bảo rồi, các bạn đang rất là may mắn đấy, ngồi học ở lớp này. Yeah. Chỉ có ngồi với cô tầm khoảng 4 năm tháng thôi là chúng bạn đã mất hết gốc tiếng Anh, thoát hết mất gốc tiếng Anh rồi. Tự đặt câu được theo ý muốn của mình, nói được câu theo ý muốn của mình nhưng mà bước chậm rồi. Đúng không? Nên là cố gắng lên. May mắn hơn là với đến với cô là các bạn được học cái khóa học kia đấy. May mắn hơn nữa, khóa này mà may mắn hơn nữa là bởi vì được cô dạy. Cô dạy trực tiếp. Các bạn biết rằng là bình thường làm gì có ai, tức là bình thường các thầy cô chỉ được ban mỗi sức dạy thôi nhá. Nhưng mà cô vừa sứ mệnh giảng và vừa sứ mệnh là giúp bạn vượt qua thử thách, nên là có gì là cô xử lý luôn cho các bạn đấy. Đúng không? Còn lại các thầy cô là có vấn đề gì là vẫn phải cô xử lý chứ ai xử lý. Bởi vì vài người đoan sứ mệnh mới được dạ, mới được cảm nhận, mới biết được nhiều. Nên là các bạn được cô là được cả hai thứ luôn, nên là quá may mắn. Mà cô là trường học đặc biệt ấy, là chưa thi chưa gì đã được giảng. Nên là lời nói của cô, kể cả cô mới vào học viện thôi, nhưng mà nghe lời nói của cô còn có trọng lượng hơn cả những người vào vài năm rồi. Được chưa? Là bởi vì nó khác, cô nó khác, đặc biệt. Đúng không? Nên là cô mở lớp mà, kể cả thiếu giảng viên cô xin được, cô đi cô liên hệ được, những người khác đâu có liên hệ, đố mà liên hệ được. Không liên hệ được đâu, nhưng mà cô thì cô xiên sang bên này, cô xiên bên kia, cô liên hệ được hết. Nên là dù rằng là cô chẳng qua cô thích mở thì không, nhưng cô mở là cô mở được, cô mở là cô sẽ kiếm được giáo viên, là sẽ có giáo viên dạy.
Chẳng qua rằng là cô quá bận đó, nhưng mà nếu mà cô rảnh được thì cô sẽ sắp xếp thời gian thôi. Nên là với lại cái khóa học này thì nó không như tiếng Anh, tiếng Anh thì cô có cho cơ hội học lại, khóa học kia khó, dù các bạn không muốn, kiểu cô có muốn các bạn học lại nhưng mà các bạn không thể học được, nó liên quan nhiều thứ lắm. Được chưa? Tiếp này, không phải mô nhá mà là bò. Mò. Đấy, mò này. Mò. 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 Nó hơi ồ một tí. Mò. 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 Đấy. Nó phải mò không? Pico mò. Buồn cười chết kìa. Tao đọc là phô. Thô. Thô. Buồn cười lắm. Đúng không ạ? Thô. Thô. Đấy. Mẹ tôi cao. Nói mai mai rồi đi thô. Đúng không ạ? Mà mò rồi đi thô. Mà mò rồi đi thô. Đúng không ạ? Thô. Thế nào là Pico mò. Thô. Buồn cười lắm. Thô. Là pico mò. Bò. Bò. Nó khác hẳn đúng không ạ? Bò. Cái này không đọc phiêu. 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 Đó, rồi nhá, xong L nhá. Bây giờ chúng ta sang cái âm tiếp theo này. À, thôi L bên N thì cái âm này nó dễ rồi. À, cái âm này dễ rồi. Bây giờ R đúng không? R thì không phải học rồi đúng không? Đầu một chữ thì cứ R Việt Nam mà tương hơi cong cái lưỡi lên. Cuối một chữ thì đọc tức nó đi. Đúng không? Nếu đọc thì giống ơ Việt Nam thì ngắn hơn. Còn nhớ không? Và từ nhá, đọc luôn cong lưỡi đọc nè. Rẹt. 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 Mother. 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 Father. 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 Rồi, ok, dễ rồi nhá. Rồi, mấy lời này nó cũng không có gì khó khăn. Chúng ta sẽ sang tiếp âm tiếp theo, ngờ. Ngờ các bạn ghi nhá. Dạ âm. Đó là âm dạ âm. Cô mới cho mẹ xin cốc nước. Rót, rót ở cái trên bàn đấy. Rồi. Nó là âm dạ âm. Rồi để phát âm này các bạn lưu ý này, chỉ cần là há cái miệng ra thụt cái lại xong. Thực ra trong âm người ta hướng dẫn âm tắc sát từ âm này âm kia nhìn trông nó rất là phức tạp, nhưng mà thực ra cái âm này nó để mà phát âm được âm này chuẩn nhá. Đây. Nó hướng dẫn như này. Đây đúng không? Đây là cái lưỡi người ta đây. Cái lưỡi đây. Còn đây là cái vòm trên người ta, còn đây là cái cuống lưỡi người ta mới cuống họng này. Âm này để phát âm này thì cuống lưỡi cuống họng nó phải dính vào nhau như này. Đúng lại nó phải sát vào nhau để nó tạo ra âm ở đây. Âm nó sẽ tạo ra đây, nó dính vào nhau để tạo ra âm. Cảm ơn ra. Cảm ơn ra. Chuyên lấy nước cho mẹ uống. Dạ. Thế thì thực ra nó gọi là âm tắc sát. Nhìn trông thì nó phức tạp thế thôi, để làm nào cuống lưỡi cuống họng phát nhau. Thực ra nó chỉ đơn giản này. Cô sau cô chỉ để ý cô thấy rằng là thực ra nó đơn giản là há miệng ra. Hơi thủng lại tí xong. Là cái cuống lưỡi cũng họng tự rút vào nhau, tự chạm nhau. Bạn cứ há miệng ra, bạn thụt lưỡi lại xem, bạn có thấy chỗ này bắt đầu nó thấy nó vướng vướng vào nhau không nhá. Đây, há miệng ra. Thụt lưỡi lại. Có thấy nó vướng vướng không? Đấy, thấy không? Há miệng ra thụt lưỡi lại kiểu gì nó vướng, đúng không? Cái cấu tạo của họng ta là thế mà, thì cuống lưỡi cũng họng tự chạm nhau thế thôi. Đấy nhá, cứ há miệng ra thụt lưỡi lại bắt đầu ra này. Đấy, cái lưỡi thụt này. Thấy không? Được chưa? Cứ thụt nó lại thôi. Thụt nó lại. Đúng không? Giống như kiểu uống nước ấy. Nhưng uống nước thì chúng ta cũng không thụt lưỡi thôi. Còn đâm này thì thụt nó lại. Dễ không? Bây giờ nha, bạn để xem lưỡi bạn có thụt hay không. Bạn bịt cái mũi lại biết ngay mà. Bịt mũi lại xong bạn ừng đi. Đúng không? Giống là trọng tiết đâu. Phải giống là trọng tiết đâu. Đúng không? Đúng không? Rất khó đúng không? Bởi vì sao? Lưỡi thụt lại rồi thì âm thì âm nó ra đằng mũi hoàn toàn. Lưỡi thụt lại âm ra hoặc mũi hoàn toàn, bịt mũi lại cái âm ra có nghĩa là chuẩn. Còn nếu bịt mũi lại âm đang ra thì có nghĩa là lưỡi đang thò ra ngoài. Đây nhá, cô bịt mũi lại, cô thử thò lưỡi ngoài cô ừng nhá. Đây. Ừng, ừng, ừng. Có nhìn cái lưỡi không? Ừng. Đây nhá, bây giờ thụt lại này. Đúng chưa? Khác hẳn không? Đấy, thì đang chuẩn đấy, làm đang chuẩn đấy. Được chưa? Làm đi. Thế thôi, cái lưỡi đẩy vào cái xong có gì đâu mà. Đúng không? Âm này lưu ý này, nó chỉ có cuối một chữ. Cuối một chữ, đầu một chữ không có. Được chưa ạ? Vì thế. Từ từ. Vì thế,
ở cuối một chữ đọc nhỏ bằng 2/3. Và nếu nhỏ bằng 2/3 thì chúng ta sẽ không thể đọc to ưng ưng như thế đâu, mà chỉ nghe thấy tức là nó chỉ có chút nhỏ nhỏ thôi, tươm thôi. Đây nhá, ví dụ các bạn vào từ này, ví dụ như này nhá, mình sẽ không đọc là sinh. Đây ví dụ cô đọc nhá, mình nghe sinh là không có ending sound, được chưa? Nhưng bây giờ bạn thấy nghe thấy nó có một chút này, sinh đấy, lấy thủ đoạn ưng nhỉ, đúng chưa? Sinh đấy, có một chút ưng thôi, mình không phải to như lúc đấy đâu. Sinh sinh cả sinh, đúng không? Thế này lòng lòng long long, đúng không? Đấy. Tiếp theo nhá. À, từ khỏe mạnh ấy, khỏe mạnh không đọc strong không? Strong không là không nghe lên sao? Có này, thu lại lại này. Strong. 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 Đó, đấy. Dạ. Yeah. Cái âm ừ bạn chỉ có thu lại lại ừ một xíu thôi, có một chút giống như n lúc nãy. Là cũng uốn lưỡi vào trong mà hơi ừ tí tẹo thôi, đúng không? Đấy, strong. Long. Đúng không? Long girl. Sing. Sing. Cái nhẫn này. Ring. Ring. Cũng lại ưng tín. Ring. 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 Hỏi thật đấy, có bạn nào không làm được không đấy? Ring. Há miệng làm được đúng không? Chắc chắn biết há miệng đúng không? Thủ lưỡi lại có làm được không? Ring. Chắc chắn phải làm được đúng không? Lưỡi bạn mà. Ring. Thế cô chỉ có hai điều đấy thôi. Không làm. Ring. Sing. Ring. 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 Song. Ring. Long. Thế long. Có thu lại ưng gì long gì ưng gì, đúng không ạ? Có kẹo đây mà, đúng không? Thế là nó sẽ khác đến đâu hả? Đúng không? Đây là đây này, bạn từ thinh là bạn đấy này, cái từ thinh này nó là ngờ cuối nhá, vật đồ vật đấy này. Thinh. 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 Lại thinh. 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 Còn cái thằng suy nghĩ nhá, phải là think. Think. Cờ ra. Think. Think. Đấy. Cái thằng này think. Lại think. 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 Đấy. Thấy chưa? Khác nhá. Think. Think là học nhiều hết. Học đấy. Đúng không? Con rồi. Think. Rồi, tiếp mình có đọc morning không đâu nhá. Không đọc morning mà chữ ngờ cuối này. Mà mờ mí môi này. Morning. Morning. Thu lại ừng. Morning. 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 Nói thu lại tí nữa. Morning. Morning. Thế là khi mình bảo từ này có đọc good morning. Không good morning. Thế là gì ạ? Morning. Đấy. Đọc đọc cái giọng kiểu dạng mời chào kết hợp với ngữ điệu câu nó ra là morning. Morning. Đấy. Morning. Good morning. Đấy, kiểu buổi sáng chào nhau ấy với cái giọng như thế, và sao nó thể hiện như thế, thể hiện cái sự gì rất là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, đúng không ạ? Đấy, good morning, đấy, chào thế, đấy, đấy là chào người khác buổi sáng là phải thế đấy. Đấy, tiếng Anh chào nhau nó là buổi sáng, sáng, chiều, chiều, chiều tối. Đấy, còn hello với lại hi thì thực ra đấy là cái cách chào là nó dân dã. Còn bình thường ở trong công sở là gì ạ? Good morning. Đấy, thử lại lại. Good morning. Đấy, thử lại lại thế. Được chưa? Ngờ dễ không? Ngờ không khó đúng không? Các bạn lưu ý nha, giữa n và ngờ này nó sẽ chỉ khác nhau chỗ là ừn và ừ. Đấy, ừn thì quay lại trong này. Ừ. Được chưa? Thử lại trong này. Ừ. Quay lưỡi trong này. Ừ. Ừ. Thử lại trong này. Ừ. Đấy, lưỡi lên trên này. Thu lưỡi lại này. Cho lên trên này. Thu lưỡi lại này. Thấy được sự khác biệt chưa? Nếu bạn nghe thì âm hai âm của bạn nó vẫn giống kệ, nó không cần quan tâm. Bạn chỉ quan tâm mỗi cái lưỡi cho cô thôi. Còn nếu bạn thấy nghe âm nó giống nhau kệ, không cần biết. Bạn chỉ điều chỉnh mỗi cái lưỡi cho cứ L là gì. Ngờ là thu lưỡi lại. Được chưa? Quan tâm mỗi cái lưỡi rồi âm nó thấy nó giống nhau kệ biết. Bởi vì sao? Ban đầu bạn nhiều bạn ấy là không cảm nhận được âm đâu, là cảm nhận nó thấy nó cứ giống nhau hoàn toàn đấy. Nhưng đời đấy là do chúng ta chưa cảm thụ được âm. Được chưa? Nên không sao cả. Miễn làm sao bạn cứ điều chỉnh lưỡi chắc chắn âm giống nhau. Giống như thời gian đầu cô sửa L với N ấy, Ngọc ấy, cô thấy rằng bác rõ ràng cô chuyển lưỡi khác nhau rồi nhá, âm khác nhau, chuyển lưỡi khác nhau rồi, nhưng cô nghe hai âm cứ giống hệt nhau à? Chả biết có đúng không? Bởi vì ban đầu mình không cảm thụ được không? Nhưng sau một thời gian ấy, cô sẽ tự nghe được, lúc đấy mình tự nghe được, mình tự phân biệt được là à, rõ ràng nó khác nhau.
Xong rồi thời gian một sau đó thì mình cũng chưa biết là người này có ngọng hay người kia nó ngọng đâu. Nhưng sau đó một thời gian cô lại nghe được là à cái người này nó ngọng biết ngay. Người này nó không ngọng biết ngay. Đấy, tức là một thời gian mình cảm nhận được nên là có những trường hợp là nó chậm chậm như cô đó cũng là chậm. Nên là không phải lo. Đây thế nên là cứ áp dụng nguyên tắc đấy nhá. Thằng ẩn thì thụt quay lưỡi trong, thằng ngờ thì thụt lưỡi vào trong, nhớ chưa? Nên là các bạn sẽ nghe cả rất giống nhau nhưng thực ra nó khác nhau đấy. Đọc này. Qua trụ môi. Win. 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 À, win. Tiếp thụt lưỡi lại này. Win. 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 Trụ không lấy tôi win đấy. Trụ này. Win. 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 Tiếp này. À, ẩn ẩn cuối nhá. Thin. Thin. Bây giờ thụt lưỡi lại này. Thin. Thin. Đó. Tiếp theo này. Ren. Ren. Có chút nữa là ren. Ren. Bây giờ thụt lưỡi lại nhá. Ren. Ren. Há miệng. Ren. Tiếp này. Răng. Răng. Thụt lưỡi lại nhá. Răng. 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 Thế là hết cái âm này. Nay nói chuyện nên là cho học hơn tí nhá. Học 9 giờ 12 phút. Bởi lớp kia 9 giờ 15 phút cô dạy. Dạy thêm 12 phút nữa nhé. 12 phút nữa được vài âm nữa đấy. Đấy chưa? Nó học chơi chơi thôi mà được khối này. Đấy chưa? Học chơi chơi thôi. À bây giờ hôm nay mình học mờ này. Học vui đúng không? Học căng thẳng làm gì? Học của chơi, chơi chơi được tiếng Anh được rồi. Ra tiếng Anh này mình cứ rảnh rảnh lúc nào bỏ ra tập. Ví dụ như cái file cô mở này này cứ cô gửi cho các bạn sau buổi học này này là cứ bỏ ra mà mở thì xong lúc vừa nấu cơm vừa nghe cô bật trong cúp đọc theo có gì đâu. Đúng không? Tắm cũng đọc được, vệ sinh cũng đọc được. Cô toàn thế mà. Còn cô học những thứ khác toàn bằng cách như thế này. Nên các bạn biết là những cái lúc mà cô có những Zoom khác nghe những Zoom khác cô đều phải bật máy trong kia cô ghi âm lại hết. Xong sáng ra ngày là lúc nào rảnh là nghe. Mà toàn rảnh bằng đức chỗ là lúc đang nấu cơm hay lại tắm hay lại gội đầu là cô bật loa to choang choang lên cô nghe. Còn lúc nào mà nấu là cô cắm tai nghe là cô nghe được. Ê, phải được không? Đây là học đây này. Tận dụng mọi lúc mọi nơi. Dễ chăng? Rồi mở. Làm dạ âm. Dạ âm. Rồi, cộng mí môi. Dạ âm cộng mí môi. Vậy thì các bạn lưu ý này. Mở ở đầu này và giữa một chữ ấy. Đúng mở Việt Nam. Dạ. Nhưng phải mí môi. Dạ, đầu và giữa một chữ thì giống mở Việt Nam nhưng mí môi, được chưa? Này, bây giờ mở Việt Nam mình mở, chẳng mím cái gì cả. Bây giờ hơi mím này. Mở. 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 Khác không? Khác chứ. Việt Nam mình mở, đúng không? Bây giờ nhá, các bạn chỉ nghe cô đọc chữ mẹ mà miệng cô giống hệt chữ Việt Nam này, mẹ, đúng không? Bây giờ cô sẽ mím môi trong tiếng Anh cô đọc chữ mẹ Việt Nam bạn sẽ thấy khác nhá. Đấy. Mẹ. Đúng không? Thấy cái tiếng này giống mẹ. Tiếng gì không? Mẹ. Nhà nào nuôi trẻ con thì biết đấy, lúc bắt đầu con nghe thấy giống giọng trẻ con lúc mà con nó bắt đầu gọi mình là mẹ không? Mẹ. Con gọi thế mà. À, cứ... Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thằng nhà cô thì gọi thế này, cô biết thì là đầu tiên nó gọi mẹ, nó cứ mẹ ơi. Đúng rồi đấy, chính là chữ mở tiếng Anh đấy. Đấy, mẹ. Là đầu chữ bạn đọc đấy. Rõ ràng tiếng Việt nhá, bạn điều chỉnh hai chữ mở khác nhau đã thấy nó khác rồi, đúng không? Thế thì tiếng Anh cũng vậy thôi, ví dụ bạn đọc nhá. Tiếng Việt của mình nếu bạn áp dụng đúng chữ mở tiếng Việt thì mình sang tiếng Anh này. Mother, được chưa? Nhưng bây giờ bạn mím môi này, mother. Thấy khác không? Khác mà. Đúng không? Đấy, hoặc là mình đọc là money, đúng không? Bây giờ này, money. Khác không? Money. Bạn đọc mum, đúng không? Bây giờ này, mum. Khác không? Đấy, nên chỉ cần điều chỉnh xíu thôi là được. Đầu một chữ thì hơi mí môi nhá. Nên là nhớ phải hơi mí môi. Cuối một chữ này. Cuối một chữ này. Mí môi lại. Cảm giác là được chưa? Nhưng ở cuối một chữ thì nhỏ 2/3. Vậy cái chữ âm ầm đấy nó chỉ có một ít thôi. Nó có nhiều như thế đâu. Ví dụ nha, mình đọc là mâm. Nó không có âm ở cuối này. Nhưng có này. Từ mẹ đấy. Mình đọc này. Mầm. Đúng không? Mím hơi ầm một tí không? Mình đọc thăm. Không có gì cả đúng không? Nhưng bây giờ vào này.
Khẩm. 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 Đúng không? Có âm không? Cái môi âm xíu ấy. Khẩm. Khẩm. Đúng không? Khẩm. Một vài nhá. Xong. Khẩm. Không có gì cả. Nhớ đọc này. Khẩm. Tầm. Sầm. 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 Đúng không? Sầm. Phải có âm không? Đúng không? Sầm. Đó. Đây, bây giờ xin mời vào từ nhá. Chỉ có mấy môi âm âm tí, cái gì đâu dễ mà ai chả làm được. Chẳng qua là chúng phải tập cho thành nó quen, có nghĩa là về nhà nhá, là cứ phải mở video tập đi tập lại cho nó quen, cho thành cái môi mình nhớ âm này phát là tự tự mí môi luôn, được chưa? Chứ còn lại nếu không bạn không thành nó quen thì lúc nói thì bạn làm được, còn lúc không mà lúc không nhắc là bạn lại xòe cái miệng ra giống tiếng Việt bạn đọc, hiểu không ạ? Đây nhá, bây giờ không biết nữa nhá, đừng có biết nữa, mùa này đang nhiều biết đây, đúng không ạ? Đừng có ăn biết nữa nhá, yeah, kéo dài này, mang mí môi này, meat, meat, mí môi lại, meat. 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 Rồi tiếp không đọc mu đâu nhá. Meat. Bây giờ tiếp này. Move. 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 Đọc make đâu nhá. Mí môi này. Make. 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 Không là summer đâu nhá. Mà mờ mí môi này. Summer. 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 Cái này không đọc family đâu nhá. Family. 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 Rồi bây giờ âm một tí ở cuối nhá, một tí thôi. Mầm. 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 Âm lại sao? Mầm. 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 Dạ. Thầm. 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 Đấy, cứ âm một tí cuối. Thầm. 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 Mầm. Thấy không? Bây giờ ca này. Family. Family. Ca này, ra hơi. Ra hơi. Hôm nay rất đơn giản này, há cái miệng ra thụt lưỡi lại. Há cái miệng ra thụt lưỡi lại này, xong rồi đẩy ra hơi ra này. Thế thôi. Dạ. Thụt lưỡi lại. Thực ra bạn không cần thụt lưỡi lại, nó cũng ra hơi rồi. Nhưng nếu bạn thụt lưỡi lại thì luồng hơi nó mạnh hơn, thế thôi mà. Còn không thì cứ như này. Nó cũng ra hơi được rồi, đi. Đủ rồi. Được chưa? Còn nếu không thì thụt lưỡi lại và bật ra. Được chưa? Hơi lên rất nhiều. Có bạn nào không làm được không? Bật đi xem thử thế nào. Xem có bạn nào không làm được không? Bật đi xem nào. Cái này thì cô thấy âm vô thanh thì Việt Nam mình cô thấy ai làm được. Làm dễ. Nhưng mà với Việt Nam mình làm dễ, nhưng mà các bạn Philippines với cái bọn Singapore thì khó lắm, chúng nó đấy. Khó lắm đấy. Là nó đọc mãi không được đấy, nó toàn ra vô thanh, ra hình thành hết, tức là ra âm hết. Nhờ? Nhưng mà Việt Nam mình thì ok. Rồi. Nhưng mà vào từ chỉ cần thò ra một tí hơi là được thôi mà. Đây. Cat. Cat. Không đọc cat là được. Cat. Rồi, cần có tí hơi. Cat. 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 Nhờ? Không đọc cúc là được. Cat. Ra hơi cờ đầu cờ cuối. Cục. Cục. Đấy, cờ đầu cuối. Cục. Cục. Không đọc kỳ là được. Kỳ là hỏng, ra hơi này. Kỳ. Không đọc cắp bít là được. Dạ. Cờ ra hơi này. Pờ ra hơi, mí môi này. Pờ ra hơi này. Đây. Cho bạn nhìn cô biến đổi môn nhé. Đây. Tha. Thị. Tha. Miệng chuyển môn rồi. Tha. Thị. Tha. Dạ. Dạ. Nhanh nó sẽ là. Tha. Thị. Carpet. Đúng chưa? Ba cái từ hơi đúng không? Carpet. Carpet. Đó, rồi. Tiếp theo nha. Pờ cờ tờ đúng không? Đều ra hơi hết. Pờ mí môi, cờ ra hơi và tờ ra hơi đúng không? Đây. Pờ mí môi này. Carpet. 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 Pocket. Ê, nhanh nhỉ? Pocket. 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 Rồi, ok. Pocket. Rồi, xong. Cờ xong. Dễ không? Âm nữa nhé. Pocket. 12 phút ta phải làm cho 3-4 âm. Đúng không? Rồi, G bạn đi ra âm. Cổ. Sao bọn học đi nhanh lắm. Cổ. Pocket. Rồi, rồi thụt lưỡi lại nha, ra âm này. Há miệng ra thụt lưỡi lại. Há miệng ra thụt lưỡi lại giống âm cờ lúc đấy. Dạ, há miệng ra thụt lưỡi lại. Dạ. Nên các bạn thấy là âm này nó sẽ cảm giác ra như từ Việt Nam nha.
cảm giác là chữ gừ Việt Nam nhưng không phải chữ gừ đâu. Gừ là thành con gì bạn biết không? Biết con gì nó gừ không? Đâu. Con chó nó đâu, nó gừ 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 đúng không? Gừ gừ nên là mình không phải gừ đâu, mà thu đỡ lại nó sẽ nghe giống giống thôi nhưng không phải giống thế đâu. Được chưa? Đây, đây. Thu đỡ lại này. Thu đỡ lại thì nó không phải ra gừ gừ đâu. Mà khó lỗi ra này. Gừ 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 đúng không? Gừ 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 đúng chưa? Phải gừ to chưa? Thu đỡ lại này. Cứ thu lại thôi. Có phải chỗ này vướng vướng không? Có thấy chỗ này vướng vướng không? Được chưa? Bao từ này thử nhá, sẽ thấy khác biệt hoàn toàn này. Bình thường nếu mình thò lưỡi ra như này mình đọc gâu 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 đúng không? Mới biết con gì nó kêu gâu gâu gâu. Đó. À, đúng rồi. Đây là âm này mà đọc cẩn thận là thành con chó đấy. Đọc chuẩn thì không thành con chó đâu đúng không? Vui vui thôi nhá, không phải bảo các bạn đâu. Được chưa? Thế nên là đọc chuẩn thì nó sẽ không ra gâu gâu đâu, mà đọc chuẩn nó như nghe này, chúng ta này. Go. 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 Đấy lưỡi có thụt lại không? Go. 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 Đọc ra không ok. Được chưa? Chứ không phải thò lưỡi, go go go. Không phải thế đâu, được chưa? Thụt lại. Go. 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 Ấy lên rồi đó. Đấy. Nó khác với việc à? I often go shopping. Được chưa? Mà nói là I often go shopping. I often go shopping. Khác không? Và từ chỉ chữ g thôi nó khác đúng không? Nếu mà thò lưỡi ra ngoài phải đọc ghét đúng không? Nó không được. Ghét nhau à? Mà thu nó lại này. Get. 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 Đấy. Đúng không? Cái cổng mà nó không đọc là ghét. Ghét ghét không phải thế mà là này. Thu đã làm này. Get. 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 Yeah, cứ thụt cái lưỡi lại một xíu là nó sẽ ra được chuẩn. Và bạn để ý này, ví dụ nhá, trong từ cái cốc ấy, nếu bạn đọc là g thò ra ngoài thì nó ra là glass, được chưa? Thế nhưng mà nếu bạn thụt lưỡi ở trong nó sẽ không ra glass, nó ra glass. 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 Thụt lưỡi lại ra glass. 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 Chứ không ra glass, được chưa? Rồi. Tiếp tục nha, bạn ấy chữ G này ở cuối một chữ thì phải nhỏ bằng 2/3, có nghĩa là giảm volume đi. Để giảm volume đây sẽ như này. Là nhỏ thụt lại, hơi thụt lại. Nhẹ nhàng đi con ơi. Được chưa? Đấy. Rồi, thế thôi. Bây giờ mình vào từ nhá. Đây, từ này đọc rồi này. Get. Get. Xem này. Go. Get. Go. Tụt ra này. Get. Get. Xem này. Glass. Glass. Bây giờ không đọc let không? Bây giờ tụt ra này. Let. 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 Con lợn nhá, không đọc pick không nhá. Pick. 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 Được chưa? Hoặc là chúng ta có từ gì có g nữa nhỉ? Đây cái túi, cái túi mình không đọc bag không? Mà đọc là bag. 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 Được chưa? Cái chân không đọc leg không nhé? Leg không nhé? Mà là leg. 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 Cái thu nó lại gừ gừ một tí xong nè. Leg. 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 Được chưa? Đọc rất là hay. Đấy, cứ tập đi. Video cô gửi lại cho rồi mai kia thì về được. Lưỡi ở vào trong đến ho cả ra cửa. Hả? Ô, các bạn cứ tập phát âm đi, sau khoang miệng của bạn nó sẽ rất là linh hoạt đấy.
bạn hiểu nó coi như tập cái cơ miệng của bạn ấy, tập hết cả cái miệng của bạn ngày xưa chưa được tập thể dục miệng bao giờ, nhưng mà coi như tập phát âm là được tập thể dục miệng đấy. Tập thể dục miệng là tốt cho nhiều thứ lắm đấy. Làm việc gì dùng đến cái miệng cũng tốt đúng không? Nó đùa nó vui thôi, nhưng mà thực ra chính xác là mình khoang miệng mình có rất nhiều các cấu tạo, nhưng có quan trọng là khi chúng ta tiếng Việt của mình ấy, nó không dùng đến, chỉ mở miệng thế này này, lưỡi lưỡi cứ thế này thôi, nó cứng đờ, có được lượn lên lượn xuống đâu. Nhưng cái âm này gì phát âm tiếng Anh ấy, mình sử dụng tất cả luôn, mình vận dụng tất cả mọi thứ luôn, rất là hay chỗ đấy đúng không ạ? Đó rồi, tuyệt vời không đấy. Thế thì bạn nào mà có con nhỏ muốn học cùng với lớp của con của cô thì nhắn cho cô nhé. Vẫn có hai lớp, từ lớp 1 đến lớp 4 thì vẫn đang thiếu, chỉ tiêu thêm một hai bạn nữa được. Thế còn lớp lớp 6 thì đủ rồi. Lớp 6 đủ người rồi. Cô không cho đông bởi vì là chỉ cho tầm khoảng cô học bạn. lúc nào vậy cô? Học từ 6 giờ 7 giờ hoặc là 7 giờ 8 giờ ấy, trong giờ đấy này. Nhưng mà học tầm mấy ngày vậy cô? Tuần 2 buổi thôi. Mỗi lớp em đăng ký thôi. Con em đang học lớp 4. Nhắn cho cô nhưng cô không nhớ được đâu. Dạ, cảm ơn cô. Với lớp mà bạn nào muốn học lớp ban ngày, thực ra có lớp ban ngày có quý, nhưng các bạn đang xin thì có mấy bạn, ba bạn, cô lười cô chẳng, ba bạn ít quá thì cô, các bạn cứ nhắn suốt đi. Bảo cô bây giờ có lớp ban ngày mà cô quên, lúc cô toàn bảo hỏi lớp mà cô toàn quên thôi. Và nếu bạn nào có lớp có vào thì ghép thêm được vào, nếu mà thành được 4 bạn thì cô 5 bạn thì cô dạy. Còn 3 bạn thì các bạn cứ nhắn cô, nhưng mà cô bảo thôi tại vì cô tiếc thời gian. Bạn nào mà học được lớp ban ngày thì nhắn cho cô nhé. Cùng ấy, mấy bạn cô đi ban ngày cô đi nhanh. Tức là các lớp học theo kiểu dạng ấy ít người thì cô đi nhanh, nó sẽ đi nhanh hơn rất nhiều. Nên là tuần mình học thành ra 2 buổi hoặc 3 buổi nó sẽ nhanh hơn nhiều. Được chưa? Cô ok. Lớp 3 có, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì đủ lại thì ok. Lớp 3 tuổi. Lớp 3 tuổi á? 3 tuổi nếu mà biết tiếng Anh một chút rồi thì được. Các bạn biết thế nào chưa? Đang tưởng nói, nhưng mà em thấy bạn ấy nói tiếng Anh rõ hơn tiếng Việt. À thế à? Thế thì biết tí là được rồi. Và lớp này cô mới tổ chức cho các bạn 4-5 tuổi mà. Cũng mới học, đã biết tí nào đâu, học biết ít vào bẹ rồi. Nếu mà, đấy cứ nhắn cho cô nhé. Nhắn cho cô, bây giờ cô phải, bây giờ cô phải tắt Zoom để cho cái lớp kia vào, không phải quá giờ nó lại mắng cô. Bye cô nào. Bạn nào cần thì nhắn cho cô nhé, nhắn đăng riêng Zalo ấy. Vâng. Xong rồi. Chào cô. Ok. Chào cô. Bye and see you. Chào cô. Bye bye. Yes. Bye bye. Chào cô. Yes. Ok. Lại tắt bài được này.